dễ thương. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. What? Nghệ cả sân, đang đi đá bóng nhưng chợt nhớ mình là đen. Chàng trai quay xe khiến các cô gái lo lắng cho gà nhà. Là một tín đồ tấp tấp, chắc hẳn các bạn sẽ không còn xa lạ gì với bài hát Si Tình, kết hợp với các vũ điệu vô cùng dễ thương của ca sĩ Hoàng Thị Linh. Mới đây Si Tình đã được phù phép thêm lần nữa bởi dân chơi TikTok hệ đá bóng. Cụ thể khi đang chuẩn bị sút cú đá phạt penalty thì chàng trai bỗng dưng nghe được đoạn nhạc quen quen. Để chứng minh mình vừa giỏi bóng đá vừa giỏi nhảy nên chàng trai đã quyết định biểu diễn luôn kỹ năng siêu dẻo khiến dân mạng trầm trồ. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình tang tình 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 tang tang tang. Giây phút em gặp anh là em biết em si tình. Tình 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 tang tang tình 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 tang 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 tình. Mặt đu trên độc lạ này chắc không ai đú lại anh gòi. Đồng đội kiểu đang đá bóng tự dưng bắt làm đen bất đắc dĩ vậy trời. Sau điệu nhảy siêu cuốn hút, chàng trai đã nhận được nhiều lời khen của cộng đồng mạng. Bên cạnh đó thì không ít chàng trai lại lo lắng người yêu mình sau khi xem clip này lại không cho đi đá bóng nữa. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên đăng ký kênh Tin Ngắn 3 Phút để cập nhật những thông tin nóng hổi mỗi ngày nhé.